Xin chào mọi người và chào mừng đến với tập đầu tiên của chương trình mới của chúng tôi, nơi chúng tôi đã giúp bạn kịp mọi thứ đã xảy ra trong cộng đồng Gamma Farm trong 7 ngày qua, chỉ trong 10 phút để cập nhật. Tôi là người dẫn chương trình của bạn Ellie từ Game 3 và cập nhật hàng tuần của tuần này, thông báo tin tức đáng chú ý trong tháng 7. Vì vậy hãy ngồi dậy và xem lại những gì tuần này cung cấp. Bắt đầu từ tuần này, chúng tôi có tin tức về một trò chơi hoàn toàn mới có tên là Nhà phát triển Aethercat Alarm đã nhận được hơn 46 triệu đô la trong CGC, một vòng tài trợ. Liên minh Orcat được đồng sáng lập bởi một cặp vợ chồng, Katie và Benner, người trước đây đã đồng sáng lập Playfun Studio. Họ đã tập hợp một đội ngũ đẳng cấp thế giới của ngành công nghiệp trò chiến binh với nhiều thập kỷ kinh nghiệm phát triển gấp 3 lần. Hiện đang làm việc cùng với những người kể chuyện và những người sáng tạo AMI từ các nhượng quyền truyền thông lớn, chẳng hạn như chiến tranh giữa các vì sao, DC Comics và vũ trụ điện ảnh Marvel. Thẻ trắng là đứa con tinh thần của Benner, và nó là sự kết hợp của Mober với một chiêm tinh học và trò chơi thẻ sưu tập, nơi người chơi cạnh tranh được bao quanh bởi trực tiếp hâm mộ tương tác và khán giả. Liên minh Orcat muốn mua hàng tỷ game thủ tiếp theo, đến đi quét ba một cách dễ dàng, khả năng tiếp cận và niềm vui đi đầu. Theo Benner, nó có các yếu tố của một trò chơi như Hearthstone hoặc ma thuật, tập hợp nơi bạn quản lý bộ bài. Nhưng nó cũng có lối chơi hành động của nhiều người chơi, trò chơi đấu trường chiến đấu trực tuyến. Trò chơi chúng tôi sẽ sử dụng công nghệ blockchain. Như Benner tin rằng với ba công nghệ, chúng tôi sẽ mang lại điều gì đó đặc biệt cho trò chơi. Thẻ trắng sẽ được cung cấp bởi Đa Giác, một trong những chuỗi trò chơi hàng đầu, và một nền tảng cho Ethereum, mở rộng quy mô và phát triển cơ sở hạ tầng. Vào lúc này, thẻ nào có hơn 100 người làm việc trên đó, và nhóm đã làm việc trên các danh hiệu nổi tiếng: đế chế Hello Woshi, câu chuyện siêu may mắn mới, Akma CGE và làm việc với bạn bè. Đối với mô hình quỹ 46 triệu đô la, quỹ nào cho tiền điện tử và các công ty miễn phí trên web tại vòng với sự hỗ trợ từ GZ, đối tác chơi game và Saber Zinahan, đó là một nhóm các nhà đầu tư khá cao cấp và đang đầu tư vào liên minh Orcat, nhấn mạnh niềm tin chung rằng tương tác giải trí sẽ là động lực chính cho sự phát triển trong web 3. Chuyển sang tin tức thứ hai trong tuần, báo cáo Jedi chỉ ra rằng game nằm tiếp tục phát triển bất chấp mùa đông tiền điện tử. Xem trò chơi là chủ đề mới nhất, nhà điều hành 10PGA Game báo cáo số 5, xuất bản vào thứ 3, báo cáo đã xem xét một hệ sinh thái lành mạnh và các khoản đầu tư vào trò chơi năm và thị trường Metaverse. Một số dự án đã được đề cập trong chi tiết của báo cáo, trong đó phác thảo sự thành công và tăng trưởng liên tục. Và CDPN đã tiếp tục đưa người chơi mới đến nền tảng của họ, có thể quan tâm tài chính và mở rộng kinh doanh của họ. Nhà điều hành tuyên bố rằng một chủ đề chung giữa nhiều dự án phổ biến này là tiện ích cơ bản được cung cấp bởi chính khía cạnh chơi game, Gamma Farm và Metaverse. Các dự án đã bắt đầu sử dụng các token không có chức năng và mã thông báo tiền điện tử theo những cách khác ngoài đầu cơ thuần túy. Một ví dụ là đôi giày của NFT ở CDPN chuyển đến dự án của riêng cô ấy, có thể được mua và bán trong CDPN Metaverse, có khả năng cung cấp một số khuyến khích ngoài khía cạnh tập thể dục của trò chơi. Báo cáo chỉ ra rằng bản thân trò chơi đã chứng minh tiện ích trong bối cảnh của Metaverse. Trong quý 2 năm 2022, vì Beacon đã giảm vào đầu tháng 6, trò chơi blockchain Illovium đã bán được 20.000 mảnh đất, tạo ra 4.018 ETH cho các nhà phát triển của nó, trị giá 72 triệu tại thời điểm bán. Để đặt báo cáo gợi ý rằng người không dung nạp đã tổ chức 350.000 mỗi ngày, ví hoạt động duy nhất kể từ tháng 5, cho thấy mức giảm nhẹ 4% so với tháng 4. Các khoản đầu tư đã tiếp tục lăn vào không gian, cũng như A16C và Double Lab đã đầu tư 1,3 tỷ vào Game Fund và Metaphorsy Technologies, dường như cho thấy lãi suất đầu tư mạo hiểm tiếp tục ủng hộ. Dòng chảy Blockchain trên tập trung cũng nhận được 725 triệu đầu tư từ Dapalab để hỗ trợ sáng kiến liên quan đến Metaverse của nó, chẳng hạn như NBA Tắp Sắt. Vì vậy, những người yêu thích trò chơi xin đừng lo lắng quá nhiều về hiện tại. Thị trường giảm giá khủng khiếp và có niềm tin vào sự phát triển của cảnh game năm trong tương lai. Tin tức tiếp theo cũng được công bố vào thứ ba tuần này, vào ngày 21 tháng 6, Unisiop Lab thông báo mua lại NFT. Trang tổng hợp thị trường GuineaDDIA sẽ cho phép hàng triệu người dùng Uniswap mua NFT, được liệt kê trên các thị trường khác nhau
trực tiếp từ phân cấp hàng đầu. Giao thức trao đổi nhưng không Uniswap, cũng không phải Gini, chưa xác định số tiền mua lại. Uniswap là phi tập trung lớn nhất, trao đổi trên blockchain Ethereum với hơn 7 tỷ giá trị bị khóa. Dữ liệu ngày hôm nay theo một thông báo chính thức. Nó coi NFT là một dạng giá trị khác trong nền kinh tế kỹ thuật số đang phát triển, và nó đang mở rộng vũ trụ của nó để xây dựng thị trường cho tất cả các tài sản kỹ thuật số. Được cho là thỏa thuận mới sẽ mở ra khả năng cho người dùng Ubisoft theo dõi danh sách NFT trên nhiều nền tảng NFT Marketplace và mua hoặc bán chúng trong vòng vài cú nhấp chuột. Tôi đã nêu trong bản phát hành Uniswap Lab có kế hoạch kích hoạt một chức năng mới cho ứng dụng web của nó vào mùa thu. Như một phần của việc mua lại, Uniswap sẽ airdrop Asidocracy tề bân côn cho Gini, người dùng nắm giữ Gini Genasasi NFTC. Tôi đã làm ít nhất một lần hoán đổi với công cụ tổng hợp thị trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2022. Phát hành Uniswap Lab airdrop sẽ được công bố vào cuối mùa hè này. Việc mua Gini không phải là lần đầu tiên giao thức công nghệ hàng đầu đã gia nhập thị trường NFT. 3 năm trước Uniswap ra mắt Uniswap, một dạng thanh khoản kém, được hỗ trợ bởi tài sản thế giới thực dưới dạng có thương hiệu, tất phiên bản giới hạn năm 2022. Uniswap Lab cũng đã thử nghiệm với Uniswap B3, thanh khoản kém vị trí, được thể hiện dưới dạng các tác phẩm nghệ thuật NFT độc đáo. Tiếp theo, một tiêu đề nổi tiếng trong trò chơi, bởi cộng đồng sẽ thử nghiệm các giới hạn mới và bắt đầu phân nhánh sang một dạng khác của giải trí và truyền thông mà tiêu đề là Cyberlink Talanesi, blockchain lâu đời nhất và phổ biến nhất dựa trên giao dịch thẻ trò chơi, và họ đã thông báo về việc phát hành một kinh token gọi là Cyberlink Talanesi Television. Kể từ khi được tài trợ vào năm 2018, CB Talan là một trong những nơi nhất quán nhất và chơi rất nhiều trò chơi trong trò chơi blockchain ngành công nghiệp NFT này. Trò chơi được hơn 2 triệu người dùng yêu thích tại 146 quốc gia trên toàn thế giới và đạt cột mốc đáng kinh ngạc là 2 tỷ đánh nhau tháng trước. Cộng đồng đằng sau trò chơi thật đáng kinh ngạc. Và như nó xuất hiện, nó không có bất kỳ kế hoạch nào để sớm chậm lại. Xem xét điều đó, Cyberlink Talan quyết định tiến một bước dài và tạo Cyberlink Talan Television, được mệnh danh là một trò giải trí, giáo dục và kênh giải trí cho tất cả người chơi. Kênh truyền hình trên nền tảng Tewin sẽ mở cửa 24/7 và bất kỳ ai ghi lại tuổi của họ, trạng thái hoặc cấp độ có thể thông qua Cyberlink Talan. Ở đó bạn có thể tìm thấy những người đam mê trò chơi, mong muốn giải trí và quan trọng nhất là giáo dục. Có những cuộc nói chuyện nhỏ về trò chơi, chức năng của nó cho người mới bắt đầu. Và các chuyên gia sẽ chơi tất cả các loại chế độ chơi và những khó khăn một số chỉ có thể nói. Và chỉ cho bạn các chiến lược bạn có thể muốn đưa vào trò chơi của mình. Và một số người khác sẽ chỉ chơi và tận hưởng thời gian của họ. CB Nolan cung cấp giải trí cho đại chúng. CB Nolan Television chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, là điểm đến chính của những người đam mê CB Nolan. Và mọi người đều muốn bắt đầu với trò chơi. Cuối cùng, để kết thúc video cập nhật hàng tuần này, chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn một số cập nhật về sự cố hack của Axie Infinity 2 tháng trước sau khi khai thác. Đèn LED đó cho vụ trộm hơn 600 triệu đô la. Axie Infinity cuối cùng sẽ hoàn lại tiền cho người dùng và khởi động lại cầu La Mã khai thác trong cuộc tấn công các nhà phát triển. Mong đợi bắt đầu hoàn trả cho những người dùng bị ảnh hưởng. Vào ngày 28 tháng 6, người dùng có thể rút số tiền chính xác mà họ đã rút trước khi hack khi cây cầu trực tuyến trở lại. Nhưng 56 Ether bị đánh cắp từ Axie Infinity Dome sẽ vẫn vô văn hóa. Thông báo này sẽ đến vài tháng sau Shikamu VC cho nhà phát triển của Axie Infinity cam kết hoàn trả cho những người bị mất tiền. Công ty đã tăng 150 triệu từ các nhà đầu tư vào Banan vòng tài trợ LED để thực hiện lời hứa của nó. Các tin tặc đã đánh cắp hơn 170.000 đơn vị ít và 25,5 triệu Asidoker lớn nhất. Khai thác bao giờ hết cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào thời điểm đó, chiến lợi phẩm trị giá hơn 600 triệu đô la, nhưng giá trị của nó hiện đã giảm xuống còn 260 triệu. Do sự suy giảm giá trị đô la của đặc tính, cuộc tấn công ảnh hưởng đáng kể đến Axie Infinity, như nó đã trải qua sự sụt giảm số lượng người dùng đầu tiên. Thị trường bay hiện tại cũng gặp khó khăn, cùng với các nền tảng trò chơi năm khác, cụ thể là Axie Infinity, người dùng hàng ngày đã giảm từ mức cao nhất mùa thu là 2,7 triệu
vào tháng 11 năm 2021 xuống chỉ còn dưới 600.000 vào ngày 6 tháng 6. Đó là mã thông báo gốc, anh cũng đã chứng kiến giá trị của nó giảm mạnh. Tuy nhiên, nó đã chứng kiến sự phục hồi rất lớn trong vài ngày qua, với mức tăng 24% trong 7 ngày qua. Trong khi đó mạng đã thấy nó mọi lúc, khối lượng bán hàng NFT đạt hơn 4 tỷ đô la. Đặt nó sau Ethereum và đấu thầu các đối thủ lưu trữ khác như Solana, Dazap và những người khác. Sự việc khiến chúng tôi bị sốc và cộng đồng game năm nói chung khi nó xảy ra. Vì vậy chúng tôi chân thành hy vọng cho tất cả nhà đầu tư lấy lại tài sản bị mất và để Axie Infinity trở lại và tiếp tục là trụ cột ổn định trong game năm. Cộng đồng, và đó là kết thúc bản cập nhật hàng tuần của tuần này. Bất chấp thị trường tràn ngập trầm cảm hiện nay, tổng thể, cảnh có thể chiến đấu dường như vẫn còn tương đối tích cực và kiên cường để làm việc này. Rất nhiều trò chơi, các dự án vẫn đang nhận được nguồn vốn lớn, những sai lầm và vấn đề cũ đang được đền bù và một số cơ hội đang mở ra trong tương lai cho các nhà đầu tư. Vì vậy hãy ngẩng cao đầu và vẫn hy vọng.